Chào mọi người, mình là Vũ, quản lý kỹ thuật của team Company đây. Thì tiếp tục clip ngày hôm nay, mình sẽ làm một clip nói tiếp cái chủ đề là cái nguyên nhân thứ ba là tác động của người ảnh hưởng đến cấu trúc thành phần hữu cơ trong đất như thế nào. Thì cái thứ ba này là nguyên nhân đây là tác động của người ảnh hưởng đến cái làm cho cái sự phân giải vật chất hữu cơ trong đất diễn ra quá nhanh, là nhanh hơn các bộ bình thường ấy. Thì nhanh là do đâu? Nhắc tới là do là cái do cái quá trình mình cày xới ấy. Thì khi mình cày xới khu vườn mà mình cày xới ấy, thì cái trong đất ấy là có rất là nhiều chủng loại vi sinh vật. Thì những chủng loại vi sinh vật này ấy, thì nó sẽ khi mình cày xới lên nhá, thì bình thường nhá là cái lượng vi sinh vật trong đất nó cân bằng, lượng tốc độ phân giải nó cân bằng ở mức độ bình thường. Khi mình cày xới lên nhá, thì cái đất lúc này nó bị phơi ra thì nó tiếp xúc được với oxy, và khi nó tiếp xúc được với oxy ấy, thì nó sẽ là điều kiện thuận lợi cho những cái con vi sinh vật mà phân giải vật chất hữu cơ trong đất nó hoạt động mạnh hơn. Đấy thì một vấn đề mà người lý nhé, con vi sinh vật phân giải hợp chất hữu cơ trong đất ấy, đúng là nó có lợi không? Quá lợi, nhưng mà trong nó mà phát triển mạnh quá thì cũng bất lợi đây. Thì bất lợi trong cái tình huống cụ thể này mà nói đây là khi nó phát triển tạo điều kiện thuận lợi để nó phát triển hoạt động mạnh ấy, thì phát triển và điều kiện thuận lợi hoạt động mạnh ấy, thì những vật chất hữu cơ trong đất nó sẽ phân giải quá là nhanh luôn, nhanh hơn tốc độ bình thường, với lại gấp đôi gấp ba lần. Thì cái lượng vật chất hữu cơ trong đất này nó bị mất đi quá nhanh. Tình trạng này là mình nói này là vì nhiều người thích cày xới, là vì sao? Vì khi cày xới xong ấy là lượng vật chất hữu cơ trong đất tự nhiên nó lại nhiều đi, nó nhiều lên rất là nhiều luôn, và nó nhiều rất là nhiều nên cây trồng tự nhiên mình thấy nó phát triển quá là tốt luôn. Nhưng cách làm là cách làm không bền vững, vì mọi người nghĩ đi, khi mà nó phân giải nhiều đi thì cái đất nó sẽ sao? Ông xài nhanh thì ông sẽ nhanh mất, ông xài chậm thì không còn đó, và ông xài chậm, ông xài bình thường mà ông biết bù đắp vô nữa thì cái đất nó sẽ bền vững. Còn ông xài nhanh thì đúng là ông ăn nhanh, thằng bỏ thu lại nhanh sớm, nhưng mà nó chỉ được một vài vụ thôi, còn lại nó mất, nó không được dễ. Thì đấy, thì mình nói là khi mình cày xới lên thì cái tốc độ phân giải nó của vi sinh vật nó thích oxy đấy, nó ưa oxy ấy, kỹ ưa khí ấy, thì nó lại hoạt động mạnh hơn, làm vật chất nó hữu cơ nó bị nó được phân giải mạnh hơn. Và khi mà con này nó phát triển, thứ nhất là vì vật chất hữu cơ nó bị mất đi nhanh này, thứ hai là khi mà con này nó phát triển mạnh thì con khác nó phải chết. Vì nhiều con mà mình cày xới này ấy, thì nó lại không thích con vi sinh vật có lợi khác, lại không thích không khí thì nó và ánh nắng này kia thì nó lại bị chết đi, và nó cũng là mất cân bằng vi sinh thì trong gây ra bệnh. Đó là một nguyên nhân vấn đề nữa. Và tiếp là thì tiếp nữa là mình ngồi cày xới thì một cái làm tăng cái quá trình phân giải vật chất hữu cơ trong đất đó là dùng các loại bảo vệ thực vật, thuốc kích thích, hay là đặc biệt là các phân bón mà giàu đạm nitơ ấy, thì nó có một ưu điểm, nó thì đúng là nó cung cấp nitơ này kia, nhưng mà nó có một cái nhược điểm và điểm hạn chế của nó, đó là nó tạo điều kiện thuận lợi kích thích những các vi sinh vật phân giải vật chất hữu cơ trong đất hoạt động rất là mạnh mẽ. Và khi nó hoạt động mạnh mẽ thì các lượng vật chất hữu cơ trong đất nó lại bị mất đi nhanh chóng. Và thật ra mọi người nói ngồi thì tôi mất đi tôi bù lại, nhưng thật ra cái lượng mà nếu mình làm như thế cái sự phân giải mà từ một chất hữu cơ ban đầu
là cỏ rác này kia đấy ra được một chất mùn, rồi ra một chất mùn mà đấy những lượng nhỏ hơn, nó là cả một quá trình rất là dài, nó không thể ngày một ngày hai mà nó ra được liền như thế. Là khi mà mình cày xới hay là mình tác động đến cái sự phân giải của chất hữu cơ nó diễn ra nhanh, nhưng mà cái lượng bột đắp này nó chưa có kịp lại được, thì trong một thời gian là cái cây nó sẽ bị ngắt quãng, cái khu đất của mình nó sẽ bị ngắt quãng, không có dinh dưỡng. Và khi nó không có dinh dưỡng vật chất hữu cơ thì sao, những cái loài vi sinh vật nó không có thức ăn, nó không có thức ăn thì nó lại chết, là mất cân bằng nữa, nó nhiều nguyên nhân lắm. Nên là cái gì cái nó vừa đủ về số lượng và chất lượng nữa chứ, và thời điểm nữa, chứ không phải là cứ cung cấp tôi phân giải cho nhanh, tôi phân giải nhanh thì tôi bù đắp lại nhiều thôi, nhưng mà không phải, nó không phải là nó được như thế đâu, vì nó phải cần thời gian mà, nó không phải đơn giản là như như cái vấn đề mà mọi người nghĩ đâu nhá. Thì đấy, clip này thì mình giới thiệu một cái vấn đề là một cái tác động khác của người ảnh hưởng đến cái sự phân giải vật chất của cao trong đất, là bằng máy tác động cày xới hay là dùng những cái loại phân hóa học, thì dẫn đến cái quá trình phân giải hợp chất của cây đất diễn ra nhanh hơn. Và khi quá trình diễn ra nhanh thì cái đất càng khả năng thoái hóa và bị chai thì càng ngày càng nhiều, và kết cục nhận lại là vẫn là cây trồng của mình nó bị còi cọc cái phát triển sau vài mùa vụ canh tác. Rồi cảm ơn mọi người là đã xem clip này của mình nhé. Rồi hẹn gặp mọi người những clip sau nhé. Rồi, bye mọi người nha.